ba mình còn như thế nào? Vui. Vui nè. Ba 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 làm gì con? chở đi chơi đi hạt rồi đi ăn uống. Ừ. Con muốn ba nè. Lúc qua hết bệnh sớm để chở hơn mất công đi chơi. Rút thẳng ra, rút thẳng đi, cố gắng thôi tập lên nha. À, dễ đi đừng có cự, đi đi từ xe. À. Qua rồi nhìn cái số rồi. Quý vị, gia đình anh Nguyễn Bá Nhân ở thôn Dương Sơn là một hộ đặc biệt nghèo của xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Hai vợ chồng sống trong một căn nhà cấp 4 cũ kỹ xuống cấp, không đủ sức che nắng che mưa. Anh Nhân là trụ cột chính trong gia đình nhưng nay lại bị liệt phải nằm một chỗ. Người vợ thì không có việc làm, nay đau mai ốm. Hai vợ chồng hiện đang nuôi một đứa con nuôi, nay mới học lớp 4. Chính vì thế mà chương trình Vòng tay nhân ái tìm đến với gia đình anh Nhân để có thể chia sẻ bớt những khó khăn ngặt nghèo của gia đình. Em chào anh chị ạ. À, chào anh. À, chị ơi, hiện tại thì bệnh tình của anh Nhân như thế nào rồi ạ? Bị tai biến giờ nằm gần năm nay mà chưa biết đi biết đứng nữa. Nên hoàn cảnh không có đưa anh đi ra bệnh viện để tập, nên giờ ở nhà. Đứng dậy đi là đứng không được, là anh kêu xe không thấy đường. À, lúc đó chị quá thay là coi như dục đồ hết, là bắt đầu đưa anh đeo vào đây nằm. Là coi như mấy chị em là đưa gọi điện nửa đêm 4 giờ sáng đó, là đưa anh đi ra cấp cứu, mà rốt cuộc là ra không có kịp là liệt luôn. Lúc mà anh bị đau như thế thì cái chị cảm thấy như thế nào? Nước mắt chảy miệng, không nói được. Mấy chồng mình, có một mình, có mình ảnh thì lúc nào cũng là bảo bọc cho mẹ con. Mà giờ chị thì yếu đuối lắm, không trành mạch gì hết, chữ nghĩa cũng không biết. Thì bán mua rất là cực, nên muốn kiếm đồng. Nhiều khi mà bệnh đó, mình mà trong mặt con tráng đi bán để kiếm về để trả tiền cho người ta, cũng bao nhiêu cũng không đủ, nên giờ cũng phải đành thôi. Con đi học có khi là con cho học có môn hai môn còn nhiêu là cho nghỉ, cũng hoàn cảnh không có đủ khả năng mà để lo cho con cũng tội, nên cứ an ủi anh biết. Nói thôi bà cứ nằm đó, bà cứ đừng có suy nghĩ. Hiện tại thì chị làm công việc gì để mà đủ sức cái trang trải cho chị? Đi bán cà phê dạo. Ai kêu chị đâu chị chạy. Sáng là chị sáng sớm là chị đi sớm rồi, 6 giờ kém là chị đã đi, hai mẹ con lại đi. Còn mình anh ở nhà thì chị cứ để cái bàn nước cho anh uống, cái nửa buổi chị gửi cho mấy người trên đó bán giùm. Chị chạy về đi lo cho anh ăn. Ăn xong rồi lên, chị đi lên lại. Đi lại về cái là bắt chị tập anh xíu rồi chị xuống nấu ăn. Nấu ăn rồi đón con học về. Nó cực vất vả lắm. Mà chị cũng bệnh, bị gai. Nhiều khi muốn mua đồ ăn đó, lên nó nói dạ, tiệm kêu thôi để tiền đó lo cho ba, con không ăn đâu. Hiện tại thì một mình chị vừa phải buôn bán, vừa lo chi phí điều trị cho anh Nhân, rồi lo chi phí sinh hoạt trong gia đình, thì chị có những cái khó khăn như thế nào? Chị khó lắm. Bán buôn về thì nói chung thăm tổng thôi. Ngày nào cũng thăm đó. Có khi là mua thuốc, mua men ảnh đó, cả triệu bạc.
mình phải đành, cũng phải đi mượn. Đi mượn về là ảnh tới đâu vậy tới đó thôi. Em thấy chị hiện tại đang là chủ dựa duy nhất của anh Nhân cũng như là của còn đứa chưa con. Tính là hai mẹ con. Nó nhiều khi cho anh ăn, bữa nào cho anh ăn ngon hơn là chị nhịn. Chị thấy không phải ăn thì nhịn. Anh không biết, nên chị không có nói cho anh biết. Cho anh biết anh vô bụng. Anh Nhân ơi, hiện tại thì sức khỏe của mình như vậy thì anh có cảm thấy lo lắng cho tương lai của gia đình mình cũng như là đứa con trai không ạ? Có em ạ. Chung nằm đây đúng không ạ? Nó lo lắm. Vợ nó yếu ớt lắm. Nhưng mà anh là trụ cột gia đình mình nằm đây là tôi giống như là tha tay luôn á. Chờ cũng muốn làm cái gì cũng không có làm được. Chị về đây là chị không biết đường đi. Không có rành mạch đường đi. Nên là có ảnh là đi đâu treo Đà Nẵng ảnh chở đi chỗ này chỗ kia. Giờ hai mẹ con nó nên con mới nói từ ngày bé về mẹ nằm xuống con không có biết đi đâu hết. Thưa quý vị, gia đình anh Nguyễn Bá Nhân thuộc thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang là một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt khó khăn. Anh Nhân là trụ cột chính trong gia đình nhưng không may bị liệt phải nằm một chỗ, khó khăn càng thêm chồng chất. Vì thế ngày hôm nay, chương trình Vòng Tay Nhân Ái đến đây với mong muốn chia sẻ và vơi bớt những khó khăn ngặt nghèo của gia đình anh Nhân. Vâng, và xin giới thiệu với gia đình anh Nhân ngày hôm nay thì có phía nhà tài trợ và hội từ thiện bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đến đây thăm gia đình. Và trước tiên thì xin mời đại diện nhà tài trợ anh Nguyễn Tiến Trường, Phó trưởng văn phòng Aribank khu vực miền Trung sẽ có đôi lời gửi đến với gia đình. Trong chương trình Vòng Tay Nhân Ái đã đi được nhiều mùa, nhiều năm. Phối hợp cùng với Hội Từ Thiện và Bảo Vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Hôm nay bằng tấm lòng của Aribank, tôi đại diện để trao một cái món quà trị giá 15 triệu đồng cho nhân vật đặc biệt ngày hôm nay. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Bá Nhân, một trong những trường hợp hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, và cũng mong qua cái món quà nhỏ này của Aribank sẽ hỗ trợ giúp anh được một phần trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những cái lời chia sẻ động viên tinh thần từ phía anh Nguyễn Tiến Trường. Và Hội Từ Thiện và Bảo Vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng cũng là một đơn vị đồng hành cùng với Vòng Tay Nhân Ái trong suốt thời gian qua. Và ngày hôm nay thì cô Lê Thị Tám sẽ có đôi lời gửi đến với nhân vật. Xin chào tất cả các anh, các chị và gia đình anh Nguyễn Bá Nhân. Thì hôm nay là Hội Từ Thiện Bảo Vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng cùng với nhà tài trợ là anh Trường, đại diện cho văn phòng đại diện của Ngân hàng Việt Nam tại khu vực miền Trung và Đài Phát thanh Truyền hình của Đà Nẵng, chúng ta đến đây thăm gia đình anh Nguyễn Bá Nhân. Một cái hoàn cảnh thì tôi thấy là hết sức là thương tâm. Vợ chồng thì còn trẻ, có một đứa con cũng còn rất là nhỏ dại, nhưng mà không may mắn bị bệnh tật như thế này. Thì cái tình cảm của hội cũng như là nhà tài trợ cũng đã đến thăm và hỗ trợ cho anh một món quà, tôi nghĩ là nó không lớn nhưng ở đây cũng là một nguồn động viên rất là lớn đối với gia đình anh. Tôi rất là mong anh và vợ chồng nói chung là vượt qua tất cả. Với cái tấm lòng như vậy thì chăm lo nuôi dưỡng con cái mình cho nó tốt. Vâng, và sau đây xin mời đại diện nhà tài trợ sẽ trao bảng tượng trưng cho gia đình ạ. Rồi, chào các bạn, tượng trưng 15 triệu cho nhân và gia đình nha. Dạ, cảm ơn. Vâng, xin mời cô Tám ạ. Đây là số tiền 15 triệu đấy. Dạ. Và sau khi nhận món quà tinh thần từ phía chương trình thì không biết là cảm xúc thế nào? Xin cảm ơn bên nhà thiện, bên ngân hàng đã tới đây ủng hộ cho gia đình em vì hoàn cảnh chồng bị tai biển nằm chỗ cũng khó khăn, nhờ trợ giúp rất là mừng lắm, cảm động rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả các đồng. Mong anh chị bình tâm. Sau chương trình này thì có lẽ là cũng còn nhiều các cái chương trình thiện nguyện khác có thể sẽ đến với gia đình các anh chị. Mong anh chị cố gắng. Vâng, và mong rằng thì với món quà nhỏ này thì sẽ giúp cho anh Nhân có thể trang trải cái chi phí thuốc men cũng như là những cái chi phí sinh hoạt trong gia đình để anh có thể mà hồi phục sức khỏe tốt nhất.
Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà tài trợ văn phòng Ariban khu vực miền Trung và Hội Từ Thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã đến đây để có những cái lời động viên tinh thần cho gia đình, và mong rằng là gia đình chúng ta sẽ vượt qua được hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo hiện tại để có một tương lai tươi sáng hơn. Thưa quý vị, đồng hành cùng chương trình Vòng tay nhân ái trong suốt thời gian qua, văn phòng đại diện Ariban khu vực miền Trung đã mang đến món quà vô cùng ý nghĩa cho gia đình anh Nhân. Và xin được cảm ơn Hội Từ Thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã cùng đóng góp yêu thương, nuôi dưỡng những phận đời kém may mắn trong xã hội. Qua chương trình, rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của nhiều tấm lòng nhân ái đến với hoàn cảnh này. Mọi sự đóng góp xin hãy gửi về địa chỉ chương trình Vòng tay nhân ái, Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, điện thoại 0236 3946 977 hoặc 0934 970 474, hoặc gia đình anh Nguyễn Bá Nhân, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, số điện thoại 077 658 5747. Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.